ngã ngũ khả năng Mbappe cùng Messi tái ngộ tại Olympic 2024. Mbappe và Lionel Messi được kỳ vọng sẽ có màn tái ngộ tại Olympic 2024, song khả năng này không được đánh giá cao. Một trong những thông tin đáng chú ý nhất đối với bộ môn bóng đá nam tại Thế vận hội mùa hè Olympic 2024 diễn ra tại Paris chính là việc Lionel Messi đang bỏ ngỏ khả năng góp mặt cùng đội Olympic Argentina. Hiện vẫn phải xem xét liệu El Pulga có thể góp mặt sau khi kết thúc Copa America 2024 hay không. Trong khi đó, Kylian Mbappe cũng được cho là sẽ muốn cùng Olympic Pháp tham dự giải đấu. Cá nhân chân sút sinh năm 1998 cũng bày tỏ mong muốn được thi đấu tại một thế vận hội trên sân nhà với mục đích quảng bá. Đội bóng chủ quản của tôi sẽ quyết định. Sẽ rất vui khi được chơi ở đó, nhưng nếu họ không muốn, tôi sẽ ủng hộ quyết định đó. Mbappe hiện vẫn đang thi đấu tại PSG, thế nhưng tiền đạo này đang hướng tới việc chuyển đến Real Madrid sau khi mùa giải năm nay khép lại. Và có vẻ như đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẽ được quyền quyết định điều đó sau khi chính thức công bố ký kết hợp đồng. Dù vậy thì theo L'Equipe, Los Blancos không muốn để cho Mbappe tham dự Olympic, báo cáo nêu rõ. Theo thông tin của chúng tôi và bất kể mong muốn được trải nghiệm Olympic ở đất nước của bạn là gì, khả năng chứng kiến Mbappe thi đấu tại Thế vận hội Olympic đang giảm dần từng ngày. Thế vận hội 2024 sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 7, chỉ 10 ngày sau trận chung kết giải vô địch châu Âu. Vào trận chung kết, Mbappe không được nghỉ ngơi như cách Pedri đã từng vào năm 2021. Sau đó, giải đấu sẽ kết thúc vào ngày 10 tháng 8. Trong bối cảnh Real Madrid muốn hội quân sớm để chuẩn bị cho mùa giải mới, đó sẽ là khoảng thời gian vô cùng sát để Mbappe có thể kịp lấy lại thể lực cũng như chuẩn bị.